Thưa quý vị, hỗ trợ phụ nữ khởi sự khởi nghiệp, phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững được Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Đồng Nai xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện thường xuyên. Do đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Đồng Nai đã phát huy vai trò kết nối, khai thác mọi nguồn lực, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình và góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Đã ngoài 70 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Kim ngụ ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa vẫn miệt mài với công việc buôn bán tạp hóa tại nhà nhờ nguồn vốn hỗ trợ 20 triệu đồng của hội phụ nữ để lo cho gia đình có bốn miệng ăn. Cuộc sống vốn dĩ nhiều khó khăn khi bản thân bà lớn tuổi phải làm kiếm thu nhập, lo cho người con gái bị di chứng chất độc da cam nằm một chỗ và hai cháu ngoại nhỏ. Tôi cũng có nhờ nguồn vốn của phụ nữ, tôi mượn về để mà buôn bán nhỏ vậy để lo cho con. Thì có con gái nó nằm chỗ đó, mình thử ra cũng nhờ chị em phụ nữ giúp đỡ giùm cho nên tôi có cuộc sống cũng đỡ, cũng bình yên rồi. Là hội cũng chủ động liên kết với nhiều nguồn vốn để giúp đỡ cho các chị em hội viên phụ nữ của phường. Trung bình hàng năm là khoảng hơn 5 tỷ với khoảng là 135 hộ. Có nữ làm chủ hộ là được hỗ trợ vay vốn này. Sự theo dõi của phụ nữ phường nắm được thì là có hơn 70% là chị em phụ nữ là được đi lên thoát khỏi cái sự khó khăn. Thực hiện hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, tiến đến giảm nghèo bền vững, các cấp hội phụ nữ thành phố Biên Hòa đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để có sự hỗ trợ phù hợp. Những hội viên thiếu vốn thì tạo điều kiện vay vốn, người chưa có việc làm thì giúp đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp, tập huấn, hướng dẫn triển khai các mô hình kinh tế. Đến nay, thông qua các nguồn vốn nhận ủy thác từ các ngân hàng đã có hơn 4.000 lượt phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ trên 150 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua các nguồn vốn tiết kiệm từ các mô hình phụ nữ đã hỗ trợ vốn không lãi cho hàng trăm lượt hội viên vay kinh doanh, buôn bán nhỏ mang lại hiệu quả. Thì tình hình kinh tế, xã hội cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn như công việc làm của các chị tại các công ty xí nghiệp. Mà các chị bị thôi việc thì Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố sẽ giúp đỡ các chị như tạo việc làm hoặc là học nghề hoặc là hỗ trợ vốn, hướng cho các chị có một cái nghề để các chị kinh doanh và có điều kiện chăm lo cho gia đình. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ thành phố Biên Hòa sẽ tiếp tục vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường cần. Tăng nguồn vốn tín dụng chính sách, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế, tạo việc làm cho các chị em, đặc biệt tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng về khởi nghiệp. Theo tinh thần đề án 938 và 939, giai đoạn 2018-2025 đã đề ra.